Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Anh đáp trả khi bị chơi nhân sắc, bạn gái cá mập cao tay. Nhân phải những lời bình luận chê bai về nhân sắc, nữ diễn viên Phương Anh luôn có cách đáp trả nhanh trí, sắc sảo khiến dân tình chú ý. Đúng không hội danh là bạn gái của cá mập. Mới đây, nữ diễn viên Phương Anh thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bức ảnh ăn mặc như đi sự kiện vào bếp nấu nướng. Dưới phần bình luận, có không ít lời khen dành cho vóc dáng của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, có một số khán giả để ý đến chiếc mũi của Phương Anh trong khung hình và để lại bình luận kém duyên. Phương Anh và Style ô về khi vào bếp, khán giả thẳng thần buông lời chê bai nhan sắc của Phương Anh trong tấm ảnh mới. Đối diện với bình luận kém duyên, Phương Anh không những không tức giận mà còn nhanh trí đáp rằng anh ỉn mờ. Yêu mến cô hẳn nhiều người biết đến nickname oanh ỉn này. Qua đây nhiều người phải tấm tắt bạn gái sắc bình quá nhanh trí, đáp trả văn minh mà vẫn đủ sức khiến antifan phải lui cung. Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn tự tin dơm cận cảnh gương mặt và tự nhận. Mũi biến dạng luôn, mũi heo luôn, sợ thế, sợ thế. Nói thêm về chiếc mũi trông kém đẹp trong khung hình, Phương Oanh cho hay, thử chụp góc đó và làm mặt giống tôi đi, có mũi heo ngay. Thay vì phản ứng gay gắt, Phương Oanh tự nhận luôn điểm chưa đẹp. Phương Oanh tự nhận oanh ỉn khiến Antifan cũng phải câm nín, nickname ỉn này của nữ diễn viên đã quá quen với người hâm mộ, thậm chí cô còn có hẳn album ảnh đặt tên là Bếp nàng ỉn. Đây cũng không phải lần đầu Phương Oanh lên tiếng đáp trả khi nhận phải bình luận chê bai từ phía khán giả. Trước đó khi Antifan tung ảnh chụp qua đường cho thấy sắc vóc của Phương Anh kém lung linh, nữ diễn viên nhanh trí đăng luôn ảnh tự bóc mẹ chính mình kèm dòng trạng thái cho hay. Chân dung người phụ nữ mãi mê tác nghiệp là một chiếc đầu bù tóc rối, quần áo sọc sệt, cái bộ đen non có như con ma vô diện không. Phương Anh không ngại chia sẻ những bức ảnh tự bóc mẹ chính mình để đáp trả Antifan. Người đẹp luôn sẵn sàng đáp trả khi bị chê nổi tiếng là sao nữ thẳng thắn phương anh thường có những màn đáp trả atifan nhanh trí cao tay khiến khán giả không khỏi chú ý còn nhớ thời điểm phim hương vị tình thân lên sóng và nhân vật nam nhận phải một số góp ý về trang phục cũng như cách diễn phương anh lập tức đáp trả Mệt các bác quá, tôi làm thế vì tôi thích diễn kiểu như thế đấy. Các bác thích thì xem, không thích thì bỏ qua đi. Phim hơn trăm tập, mới có mấy tập đầu chủ yếu vẫn là giới thiệu mà đã sồn sồn. Tôi nói ngày này, các bác đừng góp ý cho tôi làm gì, vì tôi hiểu tôi thích thế nào sẽ làm thế đấy. Và tôi chắc chắn tôi hiểu nhân vật của tôi hơn các bác. Các bác tốt nhất là nên thích dần đi. Vì tôi sẽ làm theo ý tôi, còn nếu không thích thì cũng đành chịu thôi. Nữ diễn viên sinh năm 1989 không ngại lên tiếng bảo vệ vai diễn của mình. Không khó để bắt gặp những màn đáp trả một chọi một giữa cô và anti-fan trên mạng xã hội. Thời gian qua, Phương Oanh khiến khán giả không khỏi chú ý khi công khai hẹn hò với Sắc Bình. Mặc cho vướng phải nhiều lời đàm tiếu, nữ diễn viên vẫn một lòng với tình yêu của mình. Cụ thể, cô tự tin công bố với khán giả rằng... Chúng tôi đang độc thân khi đến với nhau gần đây. Tôi biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặn hỏi về quá khứ. Tôi không làm gì sai trái, quốc tất nên không có gì phải hổ thẹn. Mong mọi người hiểu rằng Phương Anh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Anh cảm ơn. Phương Anh vướng nhiều đàm tiếu khi công khai hẹn hò với nam doanh nhân nổi tiếng. Dạo gần đây cặp đôi hạn chế đăng ảnh tình tứ bên nhau nhưng nhân tình vẫn biết cả hai đi đâu làm gì cũng có nhau là người nổi tiếng việc vướng phải những bình luận khen chê trái chiều từ khán giả. Từ phía khán giả không còn quá xa lạ, tuy nhiên mỗi sao việc lại có một cách đáp trả khác nhau và Phương Anh là sao nữ được nhận xét cao tay. Còn bạn bạn thấy sao về những màn đáp trả giữa Phương Anh và Atifan? Cùng đọc thêm những bài viết hay tại tin mới nhất nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.